Luống rau khoai lang mà được trồng ở ven đường Cổ Nhuế đấy. Không biết là cái ngõ Cổ Nhuế là đường gì, không nhớ tên đường gì. Nhưng mà nó tóm lại là cái đường này nó nối giữa, nó ngay ở trước, đi qua cái cổng Học viện Cảnh sát. Đây là cái cây cải, gì cây xà lách xoăn. Và xen kẽ là có những cái thùng, không biết là thùng gì đây. Thì mình mở xem nhé. Có nhiệt kế trong thùng à? À đây họ để sẵn nước, chắc là nước mưa. Nhưng mà mình nghĩ khả năng nước này không đảm bảo tiêu chuẩn nữa. Đấy, có cả con sâu ở dưới kìa. Ốc sên gì đó. Ốc sên ở dưới. Đấy, và xung quanh là bám rêu. Nước này khả năng không đạt tiêu chuẩn. Đây, nước này còn rêu mốc nữa. Chắc là có trộn phân ở trong này nữa. Ở đây họ trồng cải này thì bị sâu ăn hết này. Sâu bệnh ăn hết này đấy. Đất như này làm sao lên được. Đấy các bạn thấy không. So sánh giữa đất sử dụng phân chuồn quế nguyên chất với lại đất thường như này thì rõ ràng là, và cái phong cách trồng theo kiểu truyền thống như này thì rõ ràng là cái phương pháp trồng bằng phân chuồn quế nguyên chất và trong cái dàn rau có bảo vệ, có lưới bảo vệ là năng suất cao hơn. Đấy, ví dụ như cây rau dền như này họ cho nó lớn lên rồi họ vặt các cái ngọn đi ăn chẳng hạn thì cái này nó không đảm bảo. À đây có cái rau dền cơm này. Cái này hôm nào mình lấy giống ở đây xong mình đem đi mình trồng. Về nhà trồng. Đấy. Nói chung là cả một cái dãy này dài khoảng độ 200-300 mét ấy. Thì người ta trồng rất là nhiều cái thứ, nó trông giống như một cái công viên ấy, trông cũng quy hoạch phết. Xà lách xoăn này, rồi cần tây này. Kia là hành hoa này. Đấy, hành hoa đây. Hành hoa này. Đấy, nó bắt đầu ra hoa này. Cái vụ này là vụ ra hoa của hành hoa nhé, mà hành hoa thì ra cái đây khoảng 2 tháng là được, đúng không? Kia thì có cái dàn đậu leo. Đấy. Vẫn chưa thấy ra quả. Đây là cây diếp thơm này. Mà họ để lâu ấy, họ cứ tỉa thôi, tỉa lá đây. Đấy, ăn này. Nhưng mà diếp thơm mà mình trồng ấy thì mình trồng mình nhổ cả rễ lên, không để nó mọc cái cây cành như này. Cải cúc này. Wow, đây là họ bón phân hóa học nhá. Đây, nhìn này. Bón phân hóa học như này thì lấy đâu ra mà sạch được. Ngon này, nhìn phân hóa học. Đấy. Tất cả cái ruộng này được bón phân hóa học luôn. Đấy, như là nhìn này. Thấy không? Kia là xà lách cuộn. Đấy các bạn nhìn này. Xà lách cuộn này. Đấy. Cải bó xôi cũng trồng cải bó xôi. Đấy. Cải bó xôi để lên như này nó sẽ không ngon nữa. Lên cao chưa? Khả năng họ sẽ tỉa lá thì họ ăn, đúng không? Rau muống. Rau muống trồng cằn không? Đấy. Tức là cằn trồng trên đất thường, cằn thế này mà. Đấy, bướm này, sâu bướm này bắt đầu tấn công. Đấy, nhìn thấy con bướm nó bay. Đấy. Cần số loại rau. Rau gì đây? Đây này, có cái con bọ cánh cam này. À quên, gì nhỉ? Bọ dừa. Bọ dừa này là nó là thiên địch của loài sâu bệnh. Đấy, rất là tốt. Đặc biệt là con bọ dừa này nó hay ăn cái bọ phần trắng nhé các bạn nhé. Đây xà lách cuộn đúng không? Ừ. Xà lách cuộn. Xà lách đâm và xà lách xoăn. Cải cúc rồi thì có cả rau gì đây? À quên, bắp cải này. Đúng không? Đây là nước này. Ui, trông ô nhiễm không? Từ thế này thì làm sao mà. Đây là họ ăn cho gia đình họ nhé, không phải họ bán, đúng không? Đấy, tức là cả một cái dãy vườn kia có cả cây đu đủ này. Đấy, đây là một cái khu vườn. Cái đường này thì sắp tới họ sẽ làm đường sâu vào đây. Họ làm cống rãnh sẵn rồi đây này. Đấy, kia là cái nắp cống kìa, các bạn nhìn không? Cả một cái khu vườn dài này nó giống như là một cái công viên vậy. Đó. Đấy, chúng ta được đi tham quan này. Tóm lại là có mấy loại này, rau lang này, xà lách xoăn, xà lách đâm,
Đấy, rồi xà lách cuộn 4 loại này, diếp thơm này, cải cúc này 6 này, cải bắp rau dền 8 này, rau muống có này 9 này, có ớt này, có cái ớt nhá, ớt này, rồi đu đủ 10, 11 này, ớt này, đúng không? Đấy, đu đủ này, rồi bắp cải này 12, rau ngót này, phía kia là có rau ngót 13, đúng không? Rồi mình quay trở lại xe thôi, có cả gì? Đấy nhỉ, cần tây là 14, thì là 15, đó, dền cơm là 16, 16 loại rau, đây như mình có thấy có loại cải ngồng là 17, đây đậu là 18 đúng không, khoai lang là 19. Đây đây có cả đây này, cả cà tím là 20, đúng không? 20 loại. À kia là có bầu bí đúng không, 21, 22 loại, 22 loại rau. Tất cả. Đấy, và trồng trong cái điều kiện là họ bón, đây là họ bón gì không biết nữa. À, vỏ của quả mít này đúng không, các loại. Nói chung là họ đang nghĩ, đây đây có cả tía tô này, tía tô trồng cằn không, trồng xấu vãi luôn. 23, 24 loại, 24 loại rau trên một khu vườn như này.